Rồi, em xin thân chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Máy bay Nông nghiệp của tụi em. Thì ở chỗ mọi người như thế nào rồi? Có cắt lúa hết chưa ha? Ở chỗ em thì cũng cắt một số miếng rồi mọi người. Thì trung bình là một công cũng được 800-900 kg á. Thì năm nay giá lúa rất là cao luôn, cho nên là bà con nông dân mình đỡ cực rất là nhiều ha. Em nghe cái tin mà giá lúa cao nhất năm nay thôi là em mừng dữ lắm mọi người ơi. Bữa nay thì tụi em đem cái con máy bay là T20B nha mọi người, là nó chứa được 20 lít thuốc á, đi xịt ở cái miếng ruộng là chỗ bông rồi mọi người. Cũng còn một cử nữa thôi là cử cuối nha. Thì có một số bà con bình luận trên video của em nói là lúa chín mà đem máy bay đi xịt thuốc là bay sẽ bị sập lúa hết trơn luôn. Thì hôm nay em sẽ quay thực tế cho mọi người xem nó có đúng như vậy hay không nha. Để em quay cho mọi người cái vòi phun của máy bay này ha. Thì con máy bay này xài cái vòi phun ly tâm nha, nó sẽ không có sợ bị nghẹt thuốc. Nó có hai cái vòi phun lần mọi người. Còn đây là cái phần mạch điện phía sau của máy bay nè mọi người. Mấy cái chỗ này thì mình hạn chế vô nước ha, tại vì mạch điện mà. Còn cái phần này chính là cái bình chứa thuốc á mọi người. Nó có thể chứa được 20 lít ha. Đó, đó là cái nắp để mà đậy lại đó nha. Còn tiếp bên đây là cái cũng là cái vòi phun nữa nè. Hồi nãy em nói là có hai cái vòi phun ha. Thì mỗi bên cái tay cánh tay sẽ có một cái vòi phun nha. Còn đây là cái phần thân trước của nó ha. Đó, cái mà nhô nhô lên chính là cái radar đó mọi người, để giúp cho máy bay tránh chướng ngại vật ha. Và phía dưới chính là cái camera nha, nó sẽ giúp mình quan sát cánh đồng ruộng trong lúc bay nha mọi người. Và một phần này là đặc biệt quan trọng luôn, đó chính là cái chốt cánh tay nha. Mọi người không thể quên trong cái mọi người không thể nào mà quên khóa chốt cánh tay trước khi bay nha. Quên khóa nghe mà vừa khởi động lên thôi là mấy cái cánh quạt rồi này kia nó dễ chém vô mấy cái bộ phận ở trên máy bay lắm nha mọi người. Còn đây là cái hộp đựng tay cầm điều khiển nha. Tay cầm điều khiển của máy bay đó là phi công lúc nào cũng quan sát trên cái màn hình tay cầm để mà theo dõi máy bay hết trơn nha mọi người. Và thiết lập thông số bay đồ này kia là trên tay cầm hết ha. Mình thiết lập bản đồ bay đồ đó, khu vực bay đồ là trên tay cầm là có hết nha. Nói chung là cái tay cầm nó giống như một cái điện thoại thông minh vậy đó mọi người. Vì vậy là khi mà học bay á, mọi người mà biết sử dụng điện thoại thông minh rồi á thì học bay rất là nhanh luôn nha. Rồi đây là lúc mà tụi em châm thuốc vô cái máy bay chuẩn bị cất cánh bay nha mọi người. Thường tụi em dùng cái canh trắng đó để đổ thuốc vô cái máy bay ha, cho nó nhẹ. Chứ còn pha thuốc thì tụi em pha bằng cái phi màu xanh, nó 120 lít lận, khá là nặng nha. Rồi bây giờ bắt đầu bay nha mọi người. Mọi người để ý giúp em nha, bay lúa chín thì lúc đầu mình sẽ bay cao lên khá là cao nha. Rồi sau đó mình mới hạ độ cao từ từ xuống để cho lúa nó không có bị sập nha mọi người. Cái việc mà bay sập lúa em đã nói trong rất là nhiều video rồi nha. Thì cái này là do kỹ thuật bay của cái người lái nè mọi người, của anh em phi công á. Là mình bay cao lên lúc đầu ha, rồi mình giảm độ cao xuống từ từ. Thì cái điều này nó sẽ tạo cho một cái độ êm nhất định ha. Thì trong cái lúc mà đang bay á, cái lượng thuốc mà nó xuống ruộng á, rất là êm nha. Cái gió của cánh quạt nó không có ảnh hưởng nhiều tới cái lúa của mình đâu. Cho nên là mọi người đừng có sợ là gió mạnh quá nó không có bám thuốc được vào lúa ha. Thì trong cái lúc mà bay những cái đoạn đường ngắn như thế này nè, thì mọi người bay cao lên một xíu ha, thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới lúa của mình nhiều đâu nha. Nên là mọi người đừng có sợ mà bị sập lúa gì hết trơn á. Nói chung hạt thuốc, mấy cái hạt thuốc á, thì đường nào nó cũng bay xuống ruộng thôi à. Cho nên đừng có sợ là nó bay đi đâu rồi hết trơn á. Mình quan trọng là mình xịt lúc lúc không gió á mọi người. Lúc sáng sớm á thì lượng thuốc cỡ nào nó cũng sẽ xuống ruộng hết á. Rồi thì bây giờ là tụi em tiếp tục châm thuốc vô cho cái bình tiếp theo ha. Thì thường bay một cái bình thuốc là mất khoảng 3-4 phút thôi mọi người. Thì cái bình này là 20 lít nha, xịt thuốc được cho khoảng 6 công đất nha. Tại vì dưới em là xịt một công là 3 lít thuốc à.
Và thường thì xịt một bình là sẽ hết một cục pin nha, cho nên là mỗi lần bay xong là mình phải thay pin đó mọi người. Rồi bây giờ cất cánh bay cho cái bình tiếp theo nha. Thì thiệt sự mà nói á, máy bay ở chỗ em á, là người ta cũng đã dùng 2-3 năm trời rồi. Nếu như mà nó không có hiệu quả thì chắc là người ta không có muốn dùng nữa đâu mọi người. Như mọi người thấy hồi nãy giờ em bay á, là đâu có bị sập lúa gì đâu đúng không? Mọi người nghe người này người kia nói á, mọi người đừng có sợ. Mọi người cứ muốn phun thực tế thử 1-2 vụ đi là biết liền à. Nói chung là cái độ hiệu quả của nó cũng không có kém gì so với cái bình xịt tay đâu mọi người. Mặc dù là cái lượng nước nó ít thiệt nha, nhưng mà cái lượng thuốc thì nó cũng vậy thôi, và thậm chí là nó còn tiết kiệm hơn cho mình nữa. Nói chung là máy bay nó vừa được tiết kiệm thời gian nè, rồi bảo vệ sức khỏe của mình nữa, tiết kiệm tiền bạc cho mình nữa, quá là nhiều cái lợi luôn. Tại sao mình lại không mướn nó để mà xài ha? Một số người cũng nói là máy bay mắc quá làm sao mà mua nổi để xài. Thì mình không cần thiết phải mua đâu ạ, mình chỉ cần mướn xài thôi. Và cái giá mướn rất là rẻ luôn mọi người, rẻ hơn là mướn người nữa. Đây là cái dụng cụ mà để tụi em pha thuốc ha, một cái phi thuốc màu xanh dương bự với mấy cái xô thuốc nhỏ để mà mình đựng thuốc đồ vô hoặc là pha thuốc vô đó trước để xem là thuốc nó có bị kỵ với nhau không. Còn đây là cái chỗ để mà sạc pin nha, ở trên cái xe đó là cái máy phát điện D6000i đó mọi người, để cố định trên xe luôn. Pin sẽ được sạc thông qua cái cổng cáp đó nha mọi người. Đó, mình treo cái cục pin bằng cái sợi dây gàng xe lại ha. Khi nào mà sạc đầy thì đèn nó sẽ không có chớp nữa nha. Thì cái con máy này là T20B cho nên nó cũng nhỏ gọn, mình có thể đi bằng xe máy được. Chứ mà những con lớn lớn như là T40 là 40 lít đó, thì thường chỗ em sẽ đi bằng vỏ lãi, tại vì nó khá là nặng với chở thêm cái máy phát điện dầu nữa. Rồi bây giờ mọi người xem cái cách mà tụi em để đồ trên xe để chở đi bay nha. Thì cái thùng phi màu xanh này nè, nó sẽ để ở phía sau của cái máy phát điện luôn, rất là gọn luôn. Còn cái xe kia thì chỉ để cái máy bay thôi, để máy bay với mấy cục pin bên xe kia ha. Đó, mọi người thấy là chỉ cần lấy dây đó gàn lại như vậy thôi, rồi chạy đi thôi, rất là tiện lợi. Thì đây là cái bình cuối cùng rồi nha mọi người. Xịt xong cái miếng này thì tụi em sẽ đi qua một cái miếng khác nữa để mà xịt thuốc nha. Vậy là xong cái buổi sáng hôm nay rồi. Thường thì buổi sáng xịt khoảng tới giờ này là chắc ngưng được rồi, tại lúc này là cũng có gió rồi đó mọi người. Rồi em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của tụi em nha. Thì nếu mọi người có bất kỳ cái thắc mắc nào liên quan tới máy bay nông nghiệp á, thì cứ để lại bình luận phía bên dưới ha. Nếu được thì em sẽ trả lời cho mọi người nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Chúc mọi người sẽ có một cái vụ lúa thật là trúng mùa nha. Thân chào và hẹn gặp lại.